Hồn ma cây đa. Ngày xưa có một bác nông dân nhờ cần cù chịu khó nên năm ấy được mùa bội thu. Sau khi chở lúa đi bán, bác cẩn thận cất tiền vào túi, hớn hở đi về. Mát quá, nghỉ chân chút đã. Ôi, mình ngủ quên mất. Phải về thôi, muộn rồi. Ôi, túi tiền của tôi đâu rồi? Ai ăn cắp túi tiền của tôi? Hãy trả lại cho tôi. Mất tiền rồi. Có chuyện gì thế? Bẩm quan, có một người đang ngồi dưới gốc đa khóc. Này anh kia, sao lại ngồi đây khóc lóc thế kia? Bẩm quan, tôi chịu cực chịu khổ, dầm mưa dãi nắng mới làm ra được hột lúa. Tới khi thu hoạch đem đi bán lấy tiền để nuôi vợ con thì bị người ta lấy hết sạch, không còn đồng nào. Bây giờ tôi không biết lấy gì để sống đây. Ông có chắc là mất ở chỗ cây đa này không? Tôi chắc chắn là mất ở chỗ gốc đa này. Bởi vì khi tôi ngồi xuống nghỉ thì tôi còn lấy túi tiền ra xem. Bác ngồi dưới gốc cây đa mà mất tiền thì ta phải hỏi cây đa mới được. Các ngươi hãy chặt một cành đa to xuống cho ta. Dạ. Bẩm quan, cành đa đã chặt xuống rồi ạ. Được rồi, bây giờ ta chính thức thụ lý điều tra vụ án này. Cành đa kia, nói cho ta nghe coi, đứa nào ăn cắp tiền của bác nông dân? Quan hỏi cành đa ư? Cành đa làm sao mà nói được? Kỳ lạ thật. Không nói hả? Người đâu? Đánh nói cho ta. Ôi da, đau quá. Thưa quan lớn, xin quan lớn đừng đánh. Con xin khai. Trời, cây đa biết nói. Tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Trời, có ma ư? Đúng rồi, người ta vẫn nói thần cây đa, ma cây đề. Mà cây này có từ hàng trăm năm rồi, chắc nhiều ma lắm. Ôi, sợ quá. Các người thấy không? Tội ác dù có cố giấu giếm đến đâu cũng có người biết thôi. Ta nói lần cuối, kẻ nào ăn trộm nếu tự vào nhận tội, ta sẽ giảm án cho. Bằng không, để cành đa này nói ra, kẻ đó sẽ bị cả đời tống giam trong ngục tối. Đâu, cành đa kia, nói mau, kẻ nào ăn cắp túi tiền? Bẩm quan, là con trót dại, xin quan lớn tha tội. Được, tội ăn cắp không thể không trừng trị, nhưng vì ngươi nhận tội nên ta sẽ giảm án. Mau trả túi tiền lại cho bác nông dân. Dạ đây ạ. Con chưa tiêu mất đồng nào, vẫn còn nguyên ạ. Giải tên trộm này về phủ chờ ngày xét xử. Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ, ngài đúng là bậc phụ mẫu của dân. Đây là trọng trách của ta. Đâu, người lên được rồi đó. Thế này là thế nào? Hóa ra cậu này nằm dưới hố, nói vọng lên chứ không phải cành đa biết nói. Đúng vậy. Đây là kế sách của quan để kẻ cắp kia có tật giật mình mà phải lộ diện đấy các bác ạ. À, Được rồi. Mọi người hãy về đi. Bác cũng mau về nhà kéo vợ ngóng con trông. Chuyện về mưa và bầu trời.
bầu trời lúc bình minh tươi sáng, cả lúc hoàng hôn nhuộm đỏ. À, nhưng con thích nhất là bầu trời trong xanh như bây giờ mẹ ơi. Còn cả bầu trời đêm sao nữa chứ con. Đúng rồi, bầu trời đêm sao thật lung linh và kỳ ảo. Con yêu bầu trời, con không bao giờ muốn xa bầu trời. Mình không muốn làm thằng bé buồn, nhưng mình không thể giấu con mãi được. Giọt mưa nhỏ à, thật ra đến một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ rời xa bầu trời và đáp xuống mặt đất. Con đừng lo, ở mặt đất chúng ta vẫn có thể thấy bầu trời, chỉ là một khoảng cách xa hơn thôi con. Không, con sợ lắm. Con không đi đâu, con ở trên này với mẹ và bầu trời cơ. Thôi được rồi, đừng sợ. Đáp xuống mặt đất là điều không tránh khỏi con à. Nhưng xuống dưới đó, con có thể chọn ở lại mặt đất nếu con muốn. Hoặc không, con có thể bay trở lại bầu trời. Thật hả mẹ? Hay quá! Con muốn quay lại bầu trời, nhưng làm cách nào để quay lại bầu trời hả mẹ? Mình có nên nói cho con biết cách quay về bầu trời không đây? Nó thật sự là hành trình gian nan. Nếu không biết, thằng bé có thể sống cuộc đời bình yên ở mặt đất. Mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. Được rồi, mình sẽ nói mọi thứ cho giọt mưa nhỏ biết. Còn lựa chọn thế nào, thằng bé sẽ tự quyết định. Quãng đường đi xa như vậy, gặp bao nhiêu khó khăn, chịu cái nóng thiêu đốt nữa. Con... Đừng lo, nếu con thấy không thể làm được, thì hãy ở lại mặt đất. Bây giờ đang là mùa đông, nhưng đợi đông qua, xuân đến, khắp đất trời cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nở, cảnh vật tươi đẹp vô cùng. Không, không bao giờ. Đối với con, bầu trời là đẹp nhất. Dù khó khăn thế nào, con cũng sẽ quay lại bầu trời. Con ơi, đừng lo lắng. Khi đáp xuống mặt đất, đừng bao giờ tù động một chỗ. Nhưng cũng đừng để dòng nước khác cuốn con đi. Và nhớ giữ mình không được phẫn đột con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. Không, mẹ ơi, không. À. Bầu trời xa quá, đường trở về lại không dễ dàng. Không được, dù thế nào cũng nhất định phải quay lại bầu trời. Bây giờ là mùa đông, muốn quay trở lại bầu trời chỉ còn cách nhảy xuống hồ này, theo dòng nước đi ra sông rồi ra biển như lời mẹ dặn. Cố lên giọt mưa nhỏ, mày làm được mà. À! Qua không biết bao nhiêu tháng ngày, giọt mưa nhỏ đã vượt qua hồ nước lạnh buốt. Cậu không dừng lại mà tiếp tục vươn ra sông, đối diện với biết bao cám dỗ nguy hiểm. Và đúng như lời cảnh báo của mẹ, giọt mưa nhỏ gặp một con lũ lớn cuồn cuộn và hung bạo. Theo bọn anh đi nhóc, bọn anh sẽ là những kẻ hung bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Bọn anh rong chơi đến đâu đều khiến kẻ khác phải khiếp sợ. À. Wow, đúng như mẹ nói, mặt đất thật tuyệt đẹp. Giọt mưa nhỏ mãi ngắm cảnh sắc đẹp tuyệt của đất trời mà không biết mình đang bị những dòng nước thải đen xì tiến lại bao vây từ tất cả các phía. À, các anh ở đâu ra thế này? Dòng nước bị các anh làm cho bẩn thỉu, đục ngầu rồi. Cái gì? Thằng ót này, anh em đâu? Cho nó biết thế nào là bẩn thỉu, đục ngầu đi. Không được, tránh xa tôi ra. Bắt lấy nó, thằng ót láo tét. Không còn đường đi tiếp nữa, làm sao bây giờ? Thế nào, bắt con? Giờ thì mày chạy đằng trời nhé.
Khá khen cho thằng nhãi nhà mày có thể đi xa như vậy. Giờ thì ngoan ngoãn nhập hội với tụi tao đi. Không lẽ phải bỏ cuộc như thế này? Mình dẫu sao cũng chỉ là một giọt mưa bé nhỏ, sao có thể đấu lại đội quân của chúng? Tại sao lại có cảm giác mặt đất đang hút lấy mình nhỉ? Lẽ nào mình có thể ngắm vào nền đất đá này? Nhưng mạo hiểm quá, lỡ như... À... Nhờ sự dũng cảm liều mạng của mình, giọt mưa nhỏ đã ngấm xuống đất đá, đến được mạch nước ngầm và xuôi dòng đi ra biển. À ha ha, mình vẫn còn sống. Mình đã làm được rồi. Ở đây mặn mặn, lại rộng mênh mông. Nếu như theo những gì mẹ nói, thì mình đã ra được biển. Ha ha, đúng rồi, mình đã ra được biển. Mẹ ơi, bầu trời ơi, con đã ra được biển rồi. Mình đã đợi ở biển một thời gian rồi, mà vẫn chẳng thể quay lại bầu trời. May mà cảnh sắc ở đây đẹp tuyệt diệu. À, nóng quá. Lẽ nào đây chính là cái nóng thiêu đốt mà mẹ nhắc tới? Không thể, nóng như vậy thì chỉ có chết thôi. Nhưng mình đã đi một quãng đường rất dài, chờ đợi ở đây cũng rất lâu rồi. Nếu lỡ mất lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội. Phải làm sao đây? Thật ra mặt đất cũng là một nơi đáng để sống. Mình phát hiện ra nhiều điều thú vị mà từ trước đến giờ mình không biết. Và còn rất nhiều thứ mình muốn khám phá. Tại sao mình không ở lại mặt đất nhỉ? Bầu trời của mình. Có lẽ chính giọt mưa nhỏ cũng không hiểu tại sao cậu lại từ bỏ mặt đất tươi đẹp, kỳ thú để vươn lên bầu trời. Và mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn có một điều gì đó muốn thực hiện, không vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là trái tim ta mách bảo. Nhẫn cưới. Đã thống nhất là 2 năm nữa cưới, bây giờ anh lại đổi ý là sao? Tại bố mẹ dục quá, đằng nào cũng cưới mà em, sớm chút cũng có sao đâu. Anh nói thế mà được hả? Em vẫn là ca sĩ vô danh, phải phấn đấu nhiều, chồng con vào rồi thì đâu còn thời gian nữa. Em đồng ý cưới thì muốn thế nào anh cũng chịu. Em cứ tự do theo đuổi con đường âm nhạc, anh hứa sẽ không can thiệp, cấm cản gì hết. Dễ lắm đấy, còn bao nhiêu là trách nhiệm nữa. Bạn em bảo lấy chồng là đeo gông vào cổ đấy. Gông à? Nhắm mắt vào, anh có cái này cho em đây. Ôi, nhẫn đẹp quá. Không phải nhẫn đâu, em đã đeo gông vào rồi đấy. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, ca sĩ vô danh thôi mà bận biểu thế à? Chính vì vô danh nên con mới cần phấn đấu để nổi danh. Chuyện khó vậy làm sao đi? Lo sinh con cho ba mẹ ẵm cháu đi kìa. Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải chuyên tâm mà chăm sóc gia đình chứ con. Chỉ tại mày thôi đấy, cái thứ gông cùm này. Anh xem, mẹ ngày nào cũng càm ràm việc em về muộn, rồi cứ dục giả chuyện con cái. Biết vậy em đã chẳng đám cưới. Chắc tại mẹ mong có cháu quá thôi mà. Mẹ cũng lo em về muộn ảnh hưởng sức khỏe, chứ không có ý gì đâu em. Công việc của em nó vậy rồi, cứ tối mới có nhiều show diễn. Đâu phải tại em muốn về muộn. Trước khi cưới anh đã hứa những gì, anh nhớ không? Có chứ. Anh biết đã thiệt thòi cho em, nhưng chúng mình đã cùng nhau đeo nhẫn cưới, chịu khó vì nhau một chút em nhé. Thà cho anh đấy. Ai bảo em yêu anh? Đeo gông của anh mất rồi. Alo. Vậy sao? À, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Hả? Tài ơi Tài, em nổi tiếng rồi. Bài hát của em 1 triệu view sau một đêm rồi Tài ơi. Bình tĩnh, hạ cánh đi má, tới phòng thu ngay nhé.
đã có chồng sao Lan Vi? Vâng. Cô còn trẻ, dòng nhạc cô theo đuổi cũng hướng tới đối tượng tin. Vâng, đúng rồi. Thế thì sao ạ? Cô có thấy ca sĩ thần tượng nào đã có chồng mà được hâm mộ không? Tôi... không. Cô hãy lựa chọn đi. Ý ông là tôi phải bỏ chồng sao? Cô cưới lâu chưa? Đám cưới tổ chức có rầm rộ không? Dạ không. Đám cưới chỉ trong nội bộ gia đình. Chúng tôi vẫn chưa xong thủ tục đăng ký. Thế thì được. Nhớ rằng không bao giờ thừa nhận mình đã có chồng. Và vứt cái nhẫn kia đi nếu cô còn muốn nổi tiếng. Vâng. Trên mạng đang lan truyền rất nhiều thông tin và hình ảnh về việc cô đã lấy chồng. Cô thấy sao về việc này? Tại sao trước đây cô luôn nói rằng mình chưa từng yêu ai? Cô làm thế nào mà để lộ hết thông tin về đám cưới của mình thế hả? Tôi cũng không rõ nữa. Không xử lý được vụ này, sự việc của cô sẽ tiêu luôn. Ngày mai họp báo, cô liệu mà diễn cho tốt. Về dặn dò gia đình kỹ càng đi, không chừng nội gián ngay bên cạnh. Chính anh là người đã tiết lộ thông tin, làm khán giả họ nói tôi không ra gì trên mạng phải không? Anh và mẹ anh lúc nào cũng muốn tôi giải nghệ, về sinh con cho anh, rồi ôm lấy xó bếp này. Không phải vậy đâu, Vi ơi. Anh không bao giờ lại làm tổn thương em như thế. Hết rồi, sự nghiệp của tôi, mơ ước của tôi tiêu rồi. Tất cả là tại anh, tại cái đồ gông cùm chết tiệt này. Em đang nóng giận. Khi nào bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Tập đoàn công nghệ Hitech. Cô Lan Vi, hôm nay cô sẽ có câu trả lời chính thức cho báo giới và khán giả chứ? Đúng rồi, sao cứ im lặng hoài vậy? Tôi... thật ra... chiếc nhẫn cưới này là câu trả lời của tôi. Rất xin lỗi mọi người, tất cả những thông tin trên mạng đều là sự thật. Ngày hôm qua, tôi còn có ý định che giấu, nhưng tôi đã phát hiện ra chồng tôi đã âm thầm từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, tại một tập đoàn lớn mà anh ấy vẫn mơ ước, chỉ vì không muốn xa tôi. Vậy mà tôi đã quá ích kỷ. Một lần nữa, tôi xin lỗi tất cả mọi người, những khán giả đã yêu mến tôi. Đối với tôi, không có gì thiêng liêng và quý giá hơn chiếc nhẫn cưới này. Nó không phải gông cùm, nó là tình yêu. Mẹ vợ, con rể. Bà cho con ăn nha. Mẹ ạ, mẹ con vẫn ốm lắm. Đợt này bà yếu quá, chắc khó lên thăm cháu được. Có gì mẹ đỡ đần bọn con một thời gian mẹ nhé. Mẹ biết rồi, anh không phải nói nhiều. Đi làm gì mà đến tận giờ này mới về? Hôm nay con có gặp khách hàng nên về hơi muộn. Mẹ và nhà con ăn cơm chưa ạ? Mấy giờ rồi mà giờ này còn chưa ăn? Vợ anh ở cử mà đợi anh đến giờ thì có mà chết đói à? Vợ đẻ thì mình phải chịu khó vất vả chút con à. Mẹ có giúp cũng chỉ là phụ thôi, quan trọng vẫn là anh. Đừng để cho vợ nó tủi thân. Dạ. Vợ anh mới đẻ, còn chưa hết cử đâu đấy. Nào nào, cô Bin của mẹ ăn ngoan nào. Thôi, thật chả ra làm sao. Mày sao đấy hả con? Mệt hả? Vâng, hôm nay con hơi mệt. Đây, mày cứ ôm đồm cho lắm việc vào,
rồi ốm ra đấy thì khổ. Ôm đồm gì cơ mẹ? Việc cơ quan làm sao con đừng được? Là mẹ nói chung chung, đi làm đã mệt, về nhà mày phải biết chỉ cho chồng làm đỡ việc. Mày cứ chiều nó quá rồi á, sinh hư. Tưởng mẹ nói gì, mấy việc còn con ấy con làm tí xong, để anh ấy làm con lại phải làm lại, mệt hơn nữa mẹ. Mày cứ nghĩ thế nên chỉ khổ thôi con à. Là mẹ chỉ muốn tốt cho mày. Mẹ đang ở đây á, giúp mày, chứ mẹ về một mình mày chỉ khổ thôi con à. Bà thông gia thì già yếu, còn trông cậy được gì. Mà nó thì không biết điều, toàn về muộn. Chắc toàn trốn việc nhà để bù khú nhậu nhẹt thì có. Mẹ thì anh ấy có việc của anh ấy. Vâng, chị không phải bên. Thấy chị suốt ngày quay cuồng với mọi việc, chị không thấy xót mình, nhưng tôi xót. Mẹ mình tuy nói hơi quá, nhưng cũng không phải có điều không đúng. Anh ấy suốt ngày về muộn, chẳng giúp đỡ vợ được gì. Ôi bà đây, bà thương nào. Cháu làm sao đấy mẹ? Thấy nước sôi, mẹ đang đứng lên tắt bếp, quay lại đã thấy nó ngã rồi. Chỉ bị sưng tí ở đầu. Ừ, cháu bà ngoan, bà xức dầu cho con là hết đau ngay nha. Để con đi lấy dầu. Mẹ ơi, con mới về. Ừ, ba bế nào, hôm nay con ở nhà có ngoan không? Hôm nay con bị ngã à em? Vâng, lúc sáng sơ ý, chắc con lên cái bàn nên bị ngã nhào xuống nền nhà. May quá, không bị sao, chỉ sưng u tí thôi. Sao mẹ em bất cẩn thế, ở nhà chăm con mà cũng không xong. Anh ở nhà một ngày vừa trông con vừa làm việc nhà thử xem như thế nào. Thôi, để tôi về, anh chị tự đi mà trông nom thằng bé cho an toàn. Ừ, con xin lỗi mẹ, con không có ý nói mẹ. Nói ai cũng thế thôi, anh tưởng trông trẻ con mà dễ à, anh cứ thử làm rồi biết. Mẹ, sao mẹ nghĩ thế? Chị nghe chồng chị nói rồi đấy. Anh xin lỗi, chỉ vì xót con quá nên anh lỡ miệng, chứ anh... Sao em lại từ chuyện nọ xiên sang chuyện kia vậy? Đang nói chuyện hôm nay cơ mà. Nhân tiện nói luôn, chẳng qua cũng vì bức xúc với anh từ lâu rồi nên mẹ mới thế. Em tưởng anh không biết à? Mẹ có thành kiến với anh. Anh biết thời kỳ có con nhỏ, vợ chồng như mình sẽ vấp váp và vất vả nhiều. Em cũng căng thẳng. Anh... Đấy cũng là do một phần ở anh. Anh yên tâm, mẹ xót con cái nên mới thế thôi. Anh biết là vậy. Anh biết mẹ xót con cái, nhưng nếu mẹ không thông cảm thì vợ chồng mình cũng sẽ không yên ổn. Rồi cứ suốt ngày căng thẳng thế này, còn tâm trí nào mà lo làm ăn. Anh tưởng em dễ thở lắm hả? Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Đi làm đã áp lực công việc, về nhà mẹ và chồng không yên ổn, chỉ khổ người ở giữa như em thôi à. Anh hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Chốc nữa anh sẽ ra xin lỗi mẹ. Tại anh nên mẹ nóng giận tự ái, chứ mẹ vốn ruột để ngoài da. Anh biết tính mẹ rồi còn gì, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Để chúng nó khổ tâm thế này, có lẽ một phần cũng là do mình. Xét cho cùng, tại mình xét con rể quá. Mình làm mẹ, làm bà mà sống thiếu bao dung, từ nay phải khác thôi. Miếng Ugo dịu dàng. Ôi da, cô buộc hơi chặt thì phải. Đáng đời, tôi ghét nhất ai hay đánh nhau. Nhưng đánh nhau là nghề của tôi, biết làm sao giờ. Được rồi, cháu cảm ơn chú. Này anh, má trái của anh bị xước rồi. Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Mấy xước nhỏ này nhầm nhò gì. Dù sao thì băng lại vẫn tốt hơn anh à. Cảm ơn Uyên. Sao anh lại biết tên tôi? Tôi biết đọc chữ mà. Tên cô trên bảng tên đây này, Lê Mỹ Uyên. Còn tôi tên là Dư. Cô nhớ tên tôi nha. Tôi còn quay lại đây nhiều lần nữa. Hẹn gặp lại.
Dư ghép với Uyên đọc thành duyên. Chúng mình gặp nhau biết đâu là duyên. Ấm đầu hay sao mà cười một mình thế em gái? Dạ có gì đâu. Anh thấy hết rồi. Là anh trai của em nên anh khuyên em tránh xa bọn đầu gấu. Càng xa càng tốt, biết chưa? Nhưng mà anh Huy này, có thể anh Dư không phải là đầu gấu đâu. Anh làm bác sĩ ở bệnh viện này lâu rồi. Anh biết cậu ta tháng nào chả vào đây mấy lần. Hay bị thương thế kia thì chỉ có đánh nhau thôi. Mà trong mặt mũi cũng ngang tàn lắm. Không phải con nhà tử tế gì đâu. Em mới ra trường nên còn ngây thơ lắm. Sao anh hay bị thương vậy? Anh có phải là đầu gấu không? Đầu gấu hả? Cũng có lúc tôi là đầu gấu. Tôi hỏi thật mà anh cứ đùa. Anh trả lời nghiêm túc xem nào. Tôi là... Cô y tá ơi, tới lượt tôi chưa? Tôi chờ lâu lắm rồi. Dạ, mời bác vào. Cháu xin lỗi đã để bác đợi. Bác ngồi xuống đây ạ. Tôi đi đây. Mà 2 giờ thứ bảy tuần sau, tôi có thể gặp Uyên ở quán cà phê sau bệnh viện được không? Lúc đó, Uyên hỏi gì tôi cũng trả lời hết. Anh mang theo lỡ cần đến. Cảm ơn Uyên. Lại đưa gạt, anh cần máy đo huyết áp cơ mà. Em xin lỗi. Bọn đầu gấu nói mà em cũng tin được. Anh đã bảo rồi mà em không nghe. Thôi, quên đi. Chỉ là một tên đầu gấu, không đáng làm cho em phải buồn như thế. Anh Dư, anh Dư, sao anh thế này? Bệnh nhân mất rất nhiều máu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Uyên, chuẩn bị phòng mổ nhanh lên. Dạ. Anh Dư, anh tỉnh lại đi. Anh còn phải trả lời nhiều câu hỏi của em kia mà. Anh là ai? Anh làm nghề gì? Ba mẹ anh đang ở đâu? Sao không có ai đến thăm anh thế này? Anh dậy trả lời em đi. Tình hình Dư sao rồi bác sĩ? Ca mổ thành công rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại đi Dư, tớ không để mắt một chút là cậu liều lĩnh ngay à. Anh bình tĩnh đi, giờ phải chờ đợi thôi. Mà anh có phải là diễn viên Minh Anh chuyên đóng phim hành động không? Mấy cảnh hành động nhìn được lắm, y như thật vậy. Mấy cảnh đó có diễn viên đóng thế, chính Dư đây chuyên đóng thế cho tôi. Ra cậu Dư là diễn viên đóng thế, ngày ấy nguy hiểm nhỉ? Dư từng nói vì cậu ta bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nên ngày này nguy hiểm đến đâu thì cũng chẳng có ai lo cho cậu ta đâu. Nhưng dạo này tự dưng Dư bớt liều lĩnh hẳn. Cảnh nhảy từ vách đá xuống nguy hiểm đấy, phải cực kỳ cẩn thận nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi. Ông không phải lo cho tôi nữa đâu, vì tôi sắp có một người khác quan tâm tôi rồi. Cậu ta khoe thế đấy, vậy mà hôm nay lại liều mạng. Hay vì cái hẹn đó? Cái hẹn đó? Ừ, Dư khoe tôi 2 giờ chiều nay có một cái hẹn quan trọng. Lẽ nào vì sợ muộn giờ hẹn mà cậu ta vẫn liều diễn khi đồ bảo hộ chưa kịp chuẩn bị? Sao anh liều mạng vậy? Chỉ là một cái hẹn thôi mà. Anh lo em đợi lâu. Anh Dư, anh tỉnh rồi. Dư, cậu tỉnh rồi à? Tớ tỉnh rồi. Mấy vết thương này mũi ấy mà. Xin lỗi anh, tôi đã hiểu nhầm anh không ra gì. Không sao đâu bác sĩ. Nhìn tôi thế này, ai mà chẳng tránh xa. Cha mẹ tôi còn bỏ rơi tôi nữa là. Tôi quen rồi. Tôi xem như mấy vết xước nhỏ ấy mà. Gãy tay gãy chân thì mới phải đi viện, chứ những vết xước nhỏ thì có thể tự nó chai đi, rồi sẽ không còn đau nữa. Tôi làm vết xước nhỏ nhưng mà em vẫn sẽ băng lại cho anh. Nếu không đến một ngày, cả tính mạng mình anh cũng chỉ xem là một vết xước nhỏ mất thôi. Cảm ơn Uyên. Cuối cùng anh đã tìm được một miếng Ugo thật dịu dàng và có thể băng lại những vết xước nhỏ cho anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!